Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh ô tô 360 của chúng tôi. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở trong clip này. Trong clip này, ô tô 360 chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Altis phiên bản 1.8. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đã đăng ký biển Sài Gòn, tên tư nhân. Chiếc xe đã chạy được hơn 2 vạn km rồi ạ. Chiếc xe này biển Sài Gòn nhưng thực tế là chiếc xe này đã được sử dụng ở ngoài Bắc này ạ. Chủ xe là một ở trong Sài Gòn cho nên là chú ấy đã có hộ khẩu ở trong Sài Gòn. Chú ấy trước khi nghỉ hưu, chú ấy đăng ký một chiếc xe để chú đem ra ngoài Bắc này, chú ấy sử dụng. Và chiếc xe này đã được sử dụng ngoài Bắc này, chỉ có điều là biển thì là biển Sài Gòn ạ. Chiếc xe được đăng ký biển Sài Gòn đã chạy được hơn 2 vạn km rồi. Và chiếc xe này là màu nâu mận chín. Hôm nay chúng tôi quay ở tại cửa hàng chúng tôi là trong bóng tối, cho nên là trong cái bóng cây này cho nên là không nhìn rõ được cái màu thật của xe đâu ạ. Cái màu thật của xe nó chính là cái màu nâu, màu mận chín ấy, nâu đậm đấy. Nhìn tinh mới thấy được cái màu này, nếu mà để ra ngoài trời nắng thì mới nhìn rất rõ cái màu nâu này, chứ còn để trong bóng râm như thế này thì là không nhìn rõ được cái màu thật của chiếc xe. Bây giờ tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, sau đây mời quý vị và các bạn xem từ ngoại thất cho chiếc xe này ạ. Xi nhan đã được tích hợp trên gương lại, chiếc gương này là gương gập điện rồi. Đây là cái phần đèn hậu của xe. Chiếc xe này chạy có hơn 2 vạn km thôi cho nên là toàn bộ của nó là còn lại là như mới ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng đem lên đây là chúng tôi quay luôn ạ. Và bên ngoài nó tuy có hơi xước sát nhưng mà chúng tôi cũng sẽ quay lên đây luôn ạ. Đây là cái la răng đúc của chiếc xe. La răng đúc và lốp nó chạy có hơn 2 vạn thôi cho nên là lốp còn rất là mới ạ. Date của lốp này cũng là 2018 và toàn bộ dàn lốp này còn theo xe luôn ạ. Đây là cái ba đờ sốc sau của chiếc xe. Ba đờ sốc sau của xe đây là phiên bản Altis lại 1.8G đấy. 1.8G là phiên bản số tự động. Tuy là 1.8G thôi nhưng động cơ đua VVTi thì là cái công suất của nó cũng ngang với lại 2.0 rồi đấy. Xe đã được tích hợp camera trên cái màn hình đa phương tiện đấy. Đây là chiếc camera của xe. Đây là cái giải đèn LED của xe. Đèn toàn bộ đèn của xe đã là đèn LED rồi ạ. Xe được trang bị cái phần đèn LED. Tay nắm cửa thì cũng đã được ốp thêm cái phần chrome này để chống xước. Cả 4 tay nắm cửa này là chủ xe đã ốp cái phần chrome này chống xước rồi đấy. Chủ xe cũng rất là cẩn thận đã ra ốp cái này để chống xước vào cánh cửa. Nhìn nghiêng một góc 60 độ về bên ngoài thì ta cũng thấy được là cái nền của xe này đang còn rất là bóng, là gần như là chiếc xe này là sơn nguyên bản của toàn bộ xe, chưa phải sơn lại tí nào. Là tuy có đôi phần xước sát ở cái ba đờ sốc sau đấy, tôi quay sát ở đây thì quý vị cũng bạn nhìn thấy cái góc ba đờ sốc này nó có xước ấy. Chủ xe đi có xước nhưng chúng tôi cũng để nguyên cho nó nguyên bản cái nước sơn của xe, chưa sơn một tí nào. Đây là cái phần ba đờ sốc trước của xe. Xe đã được trang bị là đèn gầm. Đèn thì vẫn là đèn halogen thôi. Đã được tích hợp cái đèn LED ban ngày rồi. Đèn cảnh báo, tôi đang bật cái đèn cảnh báo này. Dưới cái đèn cảnh báo đây là cái đèn LED ạ. Tiếp theo chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng khám phá về cái khoang nội thất của xe. Tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn. Vẫn như thường lệ là tôi sẽ quay từ cái cánh cửa và toàn bộ về cái phần keo chỉ cho quý vị và các bạn cùng xem, cho nó thấy nó là tất cả nó còn nguyên bản. Đến cái nước sơn bên ngoài mà nó còn nguyên thì cái phần keo chỉ này nó ở trong nó còn nguyên là đương nhiên. Táp bi cửa thì rất là mới ạ. Nội thất thì được trang bị là nội thất màu kem, nhìn rất là mới. Đây là chúng tôi còn chưa dọn dẹp nhé. Xe đang trang bị là cái gương này là gương gập điện rồi đấy ạ. Và cảm biến lùi, chế độ chống trơn trượt cũng đã được bố trí cho chiếc xe này rồi ạ. Tôi sẽ quay đến đâu tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị và các bạn đến đấy ạ.
Nội thất là nội thất màu kem, nhìn chiếc xe này rất là sang, nhưng quý vị và các bạn phải giữ gìn sạch sẽ thì nó sẽ rất là đẹp. Chiếc xe này là chủ xe rất là giữ gìn đấy. Tuy chúng tôi chưa dọn dẹp gì nhưng mà nó vẫn còn đẹp như là mới ạ. Tôi quay sát vào cho quý vị và các bạn xem cái ghế lái nhé. Ghế lái là ghế chỉnh điện và chạy có hơn 2 vạn thôi, cho nên là cái má ghế này vẫn còn nguyên, chưa có nhăn nheo gì cả. Ghế chỉnh điện 8 hướng rồi ạ. Nội thất là màu kem, nhìn rất là sang trọng. Đây là cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2018. Chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam và sản xuất năm 2018. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu muốn xem trực tiếp và muốn lái thử chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Riêng với chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là chiếc xe là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản từ đến cái nước sơn bên ngoài cơ. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái ấy, cũng rất là mới. Quý vị các bạn nhìn nó gần như là gì mới luôn. Chủ xe này là một người đứng tuổi rồi, chú ấy đã nghỉ hưu, công tác ở trong Sài Gòn nghỉ hưu rồi, cho nên là chú mua cái xe về chú rất là giữ gìn. Chúng tôi đến nhà của chú để mua xe thì cái xe lúc nào cũng được phủ bằng một cái bạt. Chú rất là giữ gìn ấy. Cái phần nội thất ở đằng sau này cũng gần như là mới ạ. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua xe Altis 1.8 hoặc là những cái xe khác thì đây là lựa chọn hoàn toàn xứng đáng. Đây là cái phần cốp sau của xe, tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem từ những cái ốc cho đến keo chỉ của cái cốp này đã. Tại vì là cái đầu cái đuôi rất là quan trọng. Còn thường là người ta sẽ sử dụng là sẽ bị đâm đầu hay đâm đuôi có vết. Tôi lại quay chi tiết và thật sát ở đây cho quý vị và các bạn cùng xem cho nó cái keo chỉ của nó còn nguyên đấy. Tất cả keo chỉ của chiếc xe này là còn nguyên hết ạ, chưa mất một phần keo chỉ nào. Ốc cốp sau còn nguyên hết ạ. Ở phân khúc hạng C thì Toyota đã trang bị cho một chiếc xe Altis này là cái cốp rất là rộng, khoang chứa đồ rất là rộng ạ. Quý vị và các bạn có thể đi du lịch cả gia đình thì để được rất là nhiều đồ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905608883 để được tư vấn ạ. Mời quý vị và các bạn hãy like và đăng ký kênh của chúng tôi ạ. Quý vị và các bạn đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Chúng tôi sẽ mua được những chiếc xe nào về thì chúng tôi sẽ quay và update lên trên kênh ô tô 360 này để cho quý vị và các bạn có nhu cầu mua xe cũ hoặc quý vị và các bạn có thể bán đổi thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được xem xe và được lái thử những chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về. Tôi quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn từ ngoại thất cho đến nội thất. Và đây là tiếp theo là tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn là cái cánh cửa bên phụ đấy. Bên ngoài này sơn còn nguyên bản rồi thì đương nhiên là bên trong chưa có vết thì là điều đương nhiên ạ. Tất cả keo chỉ là còn nguyên hết ạ. Nhiều chỗ còn xe còn chưa bóc ni lông ạ. Chủ xe còn chưa bóc ni lông ở cái phần táp bi cánh cửa này đấy. Phần bên dưới là còn chưa bóc ni lông. Cái táp bi cửa mới nguyên. Và cái phần táp lô này cũng vậy, rất là mới. Trần sạch sẽ. Trần cũng trang bị là cái mà trần màu kem giống như cái màu của ghế da. Toàn bộ về cái phần trong và ngoài rất là mới ạ. Tôi sẽ giới thiệu và quay qua cái phần option bên trong cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái camera hành trình mà chủ xe đã lắp ạ.
Tôi sẽ quay trực tiếp vào cái đồng hồ này cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đồng hồ này chạy được chính xác là được 2,5 vạn rồi đấy ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 2,5 vạn rồi, cho nên là toàn bộ chiếc xe này nó còn gần như là mới đấy ạ. Sau hơn 1 năm sử dụng, chiếc xe đã lăn bánh được hơn 2 vạn. Cái vô lăng thì được tích hợp tất cả các nút điều khiển. Vô lăng này còn rất là mới. Chủ xe cũng rất là cẩn thận đã bọc da cho cái vô lăng này rồi ạ. Đây là cái màn hình giải trí đa phương tiện của xe. Và cụm điều khiển điều hòa. Điều hòa đã là điều hòa tự động rồi ạ. Màn hình Android đấy. Màn hình Android này tích hợp đa phương tiện, từ radio FM cho đến hiển thị camera lùi cũng được hiển thị ở trên cái màn hình này. Camera hành trình mà chủ xe lắp thêm đấy. Tất cả còn mới nguyên, chưa một vết xước. Tapi cánh cửa bên kia còn chưa bóc ni lông đấy. Từ tay nắm cần số cho đến tay phanh cũng chưa có một dấu vết xước nào cả. Mới nguyên hết. Chủ xe đi rất là giữ gìn cho nên không có một cái vết sử dụng nào cả. Tuy là chạy 2,5 vạn thôi nhưng còn rất là mới. Chiếc xe đã được trang bị cái chế độ đi sport đấy ạ. Đây là cái chế độ sport. Tắt bị cửa bên lái này cũng vậy ạ. Cái phần bên dưới này chủ xe còn chưa bóc ni lông. Chủ xe rất là cẩn thận và giữ gìn cho nên là toàn bộ cái nội thất này nó mới được như vậy. Nếu như nhiều thanh niên sử dụng thì chưa chắc chiếc xe đã mới được như thế này đâu ạ. Sau đây là tôi sẽ lại giới thiệu cho quý vị và các bạn cái phần rất là quan trọng của chiếc xe. Cái phần này có lẽ là cái phần rất là quan trọng mà nhiều người đi rất là sợ là mua phải cái xe đâm đụng hay là ngập nước ảnh hưởng là làm lại máy đấy ạ. Thì đây chính là chiếc động cơ của chiếc xe. Động cơ của chiếc xe này là Toyota đã trang bị cho chiếc xe Altis này là một chiếc động cơ 1.8 lít. Động cơ này động cơ đua VVTi rồi ạ. Đua VVTi thì cái động cơ này nó sẽ khỏe ngang với động cơ 2.0 rồi. Ngang với động cơ 2.0 mà động cơ VVTi thường. Và tất cả cái khoang máy này, từ cái ốc cabo tôi vẫn quay cho quý vị các bạn cùng xem. Nếu như chúng ta xem cái việc đầu tiên để kiểm tra có đâm đụng hay không thì quý vị các bạn vẫn phải xem cái ốc cabo này xem nó còn nguyên không đã. Tôi vẫn quay chi tiết cho quý vị và các bạn từ cái ốc cabo cho đến keo chỉ của cái ốc cabo này. Quay cho quý vị các bạn cùng xem thôi chứ toàn bộ cái bên ngoài mà nó chưa phải sơn, chưa phải xước như thế nào thì đương nhiên là cái phần bên trong nó là nguyên bản rồi. Cái điều đấy là điều chắc chắn. Bên ngoài mà chưa xước xát thì bên trong cũng sẽ nguyên bản thôi. Đây là cái ốc cabo đấy. Tôi cố gắng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, mà nhất là anh em thợ mà có lấy xe cho người nhà thì rất là yên tâm rồi. Anh em thợ nào mà có muốn lấy xe cho người nhà hoặc lấy cho bố vợ thì rất là yên tâm, không bao giờ sợ bố vợ đòi lại con gái đâu ạ. Tất cả về cái động cơ này chúng tôi mua về nó như thế nào thì chúng tôi đem quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem. Chứ cũng không phải dọn dẹp đi đâu ạ, vì là cái xe này nó quá mới. Tất cả cái ốc xương đầu của xe đấy ạ. Cái phần xương đầu của xe này rất là quan trọng nha. Nếu như mà móp méo biến dạng hay ốc đã mở ra rồi thì là cái xe này nó có vấn đề. Cái xe nó đã đâm đụng hay làm sao mà người ta mới phải động vào. Chứ còn nếu như không có vấn đề gì thì nó phải là ốc nguyên bản hết như này đấy ạ. Từ cái ốc hộp, từ cái ốc chân giảm sóc, hộp đen cho đến ốc mặt máy. Tôi sẽ mở cái nắp máy ra cho quý vị các bạn xem cái ốc mặt máy này. Đây quý vị các bạn cùng xem ạ. Cái phần ngấm dầu ở cái nắp dầu này nhé, là do khi thay dầu ấy là nó rơi rớt ra cái miệng dầu này cho nên nó mới ngấm loang loang này ra, chứ không phải là cái máy nó ẩm như thế này đâu ạ. Đấy là cái lúc khi mình thay dầu ấy. Đây, tôi đang mở cho cái máy này đang nổ đây. Mà quý vị các bạn có thể nhìn thấy là nó không có một cái tí nào gọi là rung của máy.
Mặc dù cái xe đang nổ này nhưng mà không có một rung một tí nào. Chiếc xe này còn gần như mới, cho nên nếu như quý vị và các bạn mà muốn mua chiếc xe này thì đương nhiên là quý vị và các bạn về không phải làm một cái gì cả, chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. Và cái xe Altis, Toyota Altis này thì quý vị và các bạn cũng biết rồi đấy, Toyota thì thương hiệu của nó là nồi đồng cối đá rồi, quý vị và các bạn có thể đi vài chục năm nữa thì không thành vấn đề gì cả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau. Thank you.